Xin mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình đại cát Sino sẽ giới thiệu cho các bạn về đất nước Việt Nam, 63 tỉnh thành trên cả nước. Thì Việt Nam đất quốc gia từ thời được đặt tên đất nước Việt Nam từ thời vua Gia Long 802 để đặt đặt tên. Thì đất nước Việt Nam là trải dài từ đến Nam, từ địa đầu ở tận vùng Đông Bắc đến mũi Cà Mau, thì nó chia ra các vùng địa lý sau. Thì các bạn nhìn trên bản đồ đã thấy ở Việt Nam chúng ta chia ra 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8 vùng để dễ phân biệt. Thì thứ nhất á, là vùng Bắc Bộ, vùng Trung Bộ và Nam Bộ. Thì ở Bắc Bộ vùng Tây Bắc Bộ có các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Trong Bắc Bộ có Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh. Trong bằng sông Hồng có Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc và Ninh Bình. Ở miền Trung Bộ có Bắc Trung Bộ có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Nam Trung Bộ là từ Đà Nẵng trở vào gồm có Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Ở Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng. Ở vùng Đông Nam Bộ có Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh. Đồng bằng sông Cửu Long 13 tỉnh gồm có An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Thì mỗi vùng miền nó có những cái nét đặc trưng và văn hóa rất là hay. Lần lượt mình sẽ đưa các bạn đi đến các cái địa danh, bắt đầu từ miền Trung trước. Miền Trung là cái người lâu các bạn từng nghe nói là người mọi người từng quý là miền Trung là cái khúc ruột miền Trung. Tại miền Trung trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, ở Tây Nguyên nó không giáp biển, mình không nói là nơi gánh hai đầu đất nước, nơi chịu đựng nhiều cái thiệt thòi. Thứ nhất là thiên nhiên nó không ưu đãi nhiều, bị bão lũ triền miên. Rồi trong cái cuộc chiến tranh đó, thì miền Trung là nơi gánh chịu rất là nhiều những cái hậu trận ném bom B-52 của Mỹ, rồi những cái đau thương của cuộc chiến tranh. Mình lướt qua cái phân chia cái vùng vùng địa lý. Thứ nhất là miền Bắc, nãy là mình đã nêu ra rồi, cái đại diện cho miền Bắc là cái Hồ Gươm, cái di tích lịch sử Hồ Gươm ở Hà Nội. Miền Trung là Cố đô Huế. Miền Nam đại diện cho miền Nam, cái trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước là Thành phố Hồ Chí Minh, với cái biểu tượng của tòa nhà Landmark 81 vươn lên cái tầm cao mới. Rồi chúng ta đã lướt trải qua sơ qua về cái vùng địa lý, giờ mình sẽ đi thám hiểm du lịch để tìm hiểu cái văn hóa cái vùng miền đó như thế nào. Thì lần lượt các cái video clip tới để các sẽ chia sẻ cho các bạn, mời mình đi đến đó bằng phương tiện gì, đường bộ, đường sắt, hàng không, mình đi cách nào thuận lợi nhất và với cái giá và chi phí hợp lý nhất. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã dành một ít thời gian để cùng xem qua cái video clip này. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? À? Tuyệt vời là cái clip
những hình ảnh quay sáu ba tỉnh thành của nến TV rất là đẹp phải không các bạn? Thì chúng ta có một số câu hỏi tương ngập về tính năng ở Việt Nam, ví dụ như diện tích Việt Nam là bao nhiêu cây số vuông tính thời điểm hiện tại, rồi tỉnh nào dài nhất Việt Nam, tỉnh nào rộng nhất lớn nhất Việt Nam chúng ta, tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất, Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, có bốn thành phố, rồi tỉnh nào có nhiều hòn đảo nhất, rồi có bao nhiêu tỉnh giáp biển, có bao nhiêu huyện đảo, tỉnh nào có cái lượng dầu mỏ lớn nhất. Thì những video clip tiếp theo là các sẽ chia sẻ lần lượt đến các bạn. Sắp tới thời gian tới đây cái clip mà mình chia sẻ đến cho các bạn là mình bắt đầu từ miền Trung trước ha, bắt đầu từ tỉnh Bình Định, mình đến tỉnh Bình Định đến với cái vùng đất của anh em nhà Tây Sơn, những Huệ, những nhạc, những hoài, những lợi, mình xếp theo thứ tự từ anh cả trước với cái cuộc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung như vậy lên ngôi hoàng đế, rồi về với tỉnh Bình Định mình sẽ đến một số những cái địa danh, đặc biệt là mình cùng nhau du khám phá thành phố Quy Nhơn của tỉnh lỵ của tỉnh Bình Định. Ở đó có những cái đặc sản gì, ăn gì, ở đâu, mình đến những cái điểm tham quan nào, thì video clip clip tiếp theo để các sẽ chia sẻ đến cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng xem qua cái clip mà về các vừa chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc rất là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.